Thông tin liên quan đến vụ cháy tại công ty tư nhân Phú Lợi, xã Iare, huyện Iakrai, tỉnh Gia Lai. Đến trưa ngày hôm nay 26 tháng 3, lửa vẫn còn ấp ỉ cháy. Lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Gia Lai vẫn đang dập lửa và bảo vệ hiện trường tránh ngọn lửa cháy lan. Sau 3 ngày chữa cháy, lực lượng phòng cháy chữa cháy công an tỉnh Gia Lai đã thực hiện các phương án như chống cháy lan sang các khu vực nhà kho khác và cứu được hàng trăm tấn sắn ra khỏi đám cháy, không để đám cháy làm ảnh hưởng đến đường dây điện 500 kV. Tuy nhiên, do kho chứa rộng, sản phẩm sắn khô được chất cao cùng với thời tiết nắng nóng nên việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Hiện tại các nguồn nước gần công ty này đã cạn, lực lượng chữa cháy phải di chuyển quãng đường từ 7 đến 8 km để tiếp nước. Ước tính để dập tắt hoàn toàn đám cháy cần thêm khoảng 1.000 mét khối nước nữa.